Hello, xin chào mọi người nha. Chào 500 anh em, chào 600 anh em nè. Quay lại với channel của Tạo Vlog nha. Hôm nay là một buổi sáng nha. Này là sáng sớm nha mọi người. Hôm nay mình dậy rất sớm. Bây giờ mình đang chèo xuồng đi đổ dớn đây mọi người. Hy vọng là sẽ có cá. Mấy bữa nay mình cũng đi đổ dớn nhưng mà cá đâu có cá gì đâu mọi người. Dớn đâu có cá đâu. Trời, có con nào đâu. Phải chi mà có cá mang lên up clip lên cho mọi người xem không có. Với xóm mình bây giờ dịch quá trời dịch mọi người. Dịch Covid nó hoành hành quá thể rồi. Mấy bữa nay mình không đi ra khỏi nhà. Gia đình mình thì đang tại cách ly tại nhà F1. Ui trời trời. Không rõ nguồn lây luôn mọi người. Mấy hôm nay không có nói chuyện nên là giống kiểu này nói là quả hay chú vịt thì đẻ này ra cuối lộ rồi chắc mọi người không thấy đâu, cho mình thấy thôi. Nay trời cũng gió nhẹ hiu hiu. Vâng, đây là cái túi đầu tiên tôi xin trân trọng được giới thiệu với mọi người nhé. Im re bà con này, không thấy nói năng. Quá trời đông rêu nó bám rồi. Ui con lòng tông bự này. Ốc này. Kỳ ta. Dớn này mình đặt mình bắt cá mà sao lại ốc vô không ta. Cá gì mà phóng vậy. Ui có cá nha anh em. Mà ốc nhiều hơn cá. Thằng này. Vâng, tôi xin được trân trọng thiệu đến cái thau màu hồng này. Ý da, có cá nhỉ mọi người. Này có clip gì ơi. Wow, nhiều cá nha. Nhiều cá ha ha. Vô. Dành sơ bộ rồi. Một cá tòi, mũi. À, mấy dìm rô. Ui, mấy rô béo này. Rô mũ nuôn nè, u nền đảo mọi người. Quá trời cá này. Rõ ràng dớn đặt mắt cá mà sao ốc lại bò vô ta. Ốc này muốn lên TV, lên YouTube đồ. Thảo một phút gì. Thế kêu gì huy hoàng một phút còn hơn le lói cả đời. Như này muốn lên YouTube một lần được. Đây túi đầu tiên được như vậy là cũng khá là ok mọi người. Biết túi này có không bà con này? Thấy nó im re im rắc không? Mấy túi kia đụng đụng nó phóng này túi này không nói năng gì. Không ổn cho lắm nha anh em. Quá cái túi này rác không nha mọi người. Đó là túi rác nha. Toàn là rác thôi. Ôi là trời. Vãi thật. Thank you.
chừng cái độ rác. Lòng tông cối lắm này, bự cho bá. Đây là mát quá, mát luôn mọi người. Trong Nguyễn tí trà xong. Ui, được 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 nha, tôi thấy nặng nặng tay nha. Vô vô nha mày. Vô rồi. Mẹ. Cá gì ta? Ôi trời ơi, tưởng gì lâu khiến. Ôi ơi. Vãi thật. Nói chung là cũng có cá nha, nhiều. Này đổ xem này. Đây đây, tự hạ này. Cá tròi nha anh em. Phi qua bà con này. Ở hai con cua này. Xuống đi. Một chú cá tròi tốt trứng, còn đây là mình thực sự thích. Ơi cá rô này, cá rô tới bây giờ thì nó mấp rụp rồi bà con, mấp rụp à, unu unan à, mình chỉ thích mấp mấp thôi. Ngon chưa? Quá trời cá. Hôm nay sẽ làm một clip chất lượng nha mọi người. Thôi mình úp lại thôi là hôn cá lóc nó phóng mất, cá tròi phóng mất. Chào ơn cá rô phi thật. Vẫy đuôi chào khán giả, vẫy cái thứ trên mặt luôn, lại mày luôn. Chắc gì ta, tại vì nó quá là dơ nên phải là trà nha mọi người, thôi nó sẽ bị bí và cá nó sẽ không chui vô. Thấy đó, đụng đụng rồi nha. Ủa, thấy đụng 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 rồi đó. Trời, có mọt nước nhiều thế này. Ui 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 cái gì đây, cái gì đây, phóng mạnh thế làm hết hồn hài. Ô này xuống này à, tự mình thoát được hay dễ gì, dễ gì. Có đồ bạn ơi, cũng phi quá. Nhìn màu giống lâu kiến chứ ta. À Rô Phi, Tài ơi. Lâu kiến chắc thôi luôn, quỳ lại lá luôn. Đây, được một chú Rô Phi khá là bự. Tưởng cá lóc thì Rô Phi thì trắng, hơi bị nhìn cái này hơi ngán ngán nhỉ. Thôi được rồi, no, đi. Nó chào khán giả nha mọi người, lần nào nó chào là mình cũng ướt cái mặt. Cám, đi này.
Yes, cuối cùng mình đã tới. Chỗ này là mới được sửa này. Hôm qua ba mình đã đi sửa rồi. À, cắm đăng vòng vô đây. Hy vọng hôm nay đổ sẽ nhiều cá hơn. Không thấy con nào nhảy luôn đấy trời. Ơ hay nhỉ. Mấy bạn thân mình mấy bạn phải đùng 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 lên chứ nhỉ. À, cái nhé. Sáng nay quyết tâm dậy sớm đi đổ dớn mà cái này là chết rồi. Cái chỉ phải lóc ký hay ký phóng phóng nha. Một rạc cái này. Trời ơi là trời nó nhiều này. Ok chưa? Này là phải đổ lên xuồng. Không có đổ ra ngoài được, đổ ra ngoài nó trôi ra ngoài kia. Ôi ôi ôi. Nằm sớm đâu. Thật sự là cái xuồng xuồng này làm bằng poly này thật sự là nó khá là trồng chành. Chỉ muốn cái là nhẹ mới rẻ. Đi về đâu? Nó này giống kiểu xúc thiên liêu xưa. Đó. Đỏ này. Đi thiên liêu đâu thì rác. Ôi đúng thật là không có cá thật. Rẻ luôn bà con. Không thấy nói năng gì luôn. Ui lòng tông á. À, cá tòi cá tòi. À vô vô. Vô khúc. Rồi sao này. Lòng tông này ý, lâu lắm mới được thấy lòng tông như vậy. Đi xuống phù này. Đó mọi người không? Lòng tông tươi rồi rồi. Cái này là xịn sò nha, này kho tiêu thôi luôn thịt. Nhức cái nách. Đã gì đâu. Một năm này lòng tông chỉ bắt được một lần một duy nhất trong vòng có 3 tháng thôi. 3 4 tháng không biết nữa. Ở nhà mình bắt đó nha, còn mấy nhà khác bắt quanh năm. Hoa wow, được tươi không? Tươi rói này. Tép này, tép trứng này. Nhức cái nách. Năm nay không có cá linh bà con này. Sao ốc rác không ta? Ủa hay gì? Mấy con cá này. À cũng có lòng tông lai rai mấy con cho rác này. Thôi luôn á. Túi này là túi rác. Trời. Không hiểu kiểu gì luôn này. Ô cũng cua càng, cũng cua càng. Quá trời cái càng này mọi người. Này. Ô cái càng anh thôi luôn. Chụp ra ngoài đâu, chụp ra ngoài nó ra kia thôi. Bớt rác ra. Nhiều rác vô trong hồ đè, hồ cá nó ngọt nó chết hết à. Thì thường mình đổ dấn mình sẽ nhặt rác ra và cho ít nước cho cá lòng tông nó bơi. Thế nó bơi nhảy lao sao nhìn đã lắm. Chứ mà nó nằm nó chết gọm gọm nhìn ghê lắm. Năm nay không có cá linh nha mọi người. Bây giờ mình đang tiến về hai cái túi tiếp theo.
hai túi cuối cùng. Hai túi này thì im re, không thấy động tĩnh hết tầng. Hơi bị nản nản đấy nhỉ. Cứ ra ta. Quá dưới nắng luôn mọi người. Ôi quá bèo luôn bà con. Quá bèo luôn ạ. Thật sự là vậy luôn ạ. Đây mình có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ui là trời, bèo quá. Thấy động chạm đi luôn ạ. Vậy 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 bao báo này. Trời ơi, đi rẻ. Đi phang phát. Ồ, tôi thấy một con cá rô phi rồi. Hả? Không phải luôn. Ôi trời ơi. Được cá linh. Đây, cá linh đây. Linh nè. Cá heo đâu ta? Vừa thấy cá heo này. Mất tiêu rồi. Ồ, nó lọt ra ngoài rồi. Ngoài giải cá rồi ạ. Túi này sạch, không có phơi nên không phải làm. Đây là thành quả mà mình đã đi đổ dớn nha. Hôm nay đây là cá lóc mọi người. Cá lóc thì nhóc nhoi luôn á. Cá lóc nãy giờ được hơn 4-5 con này nè. Nè, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. Luffy thì đừng có nói, nó kẻ đi. Mình không thích nó, tại nó nhảy toàn răng nhặt đó. Con rô mà rô mập thì đây. Quá trời rô nù. Nó cắn nhau mất đít luôn. Chốt thì đừng nói nữa. Đó, Luffy nè, chụp ra đây. Đây có cua càng đấy nha mọi người. Đây. Cua này càng ăn nhức nách luôn ạ. Quá trời cá lên bà con. Nay là vô rồi. Vô máy này. Nó có video cho mọi người xem này nha. Mọi người nhớ cho mình xin một like nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tại mọi người. Để tạo thêm động lực để vượt qua cơn gì đại dịch này. Đây có lóc này. Rô mập. Ui con rô. Nhức nách. Lâu lắm mới được bữa cá này. Nhà mình đang hết đồ ăn này, dịch đâu đi đâu mua đồ ăn rồi đang hết nha. Có cá này về trong ăn được 3-4 bữa đó. Ok thôi nào. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha.
like video nha, chia sẻ video cho mọi người biết miền Tây sông nước là như thế nào mọi người. Bye mọi người nha, bây giờ mình phải về nhà thôi. Có linh, cái linh to ghê trời. Quá wow, trời có linh. Cái này cho lên tivi cái mẹ. À chưa, ui, đây là cá linh nha.